Thưa chú. Chú khỏe không? Khỏe. Dạ. Hôm nay con đi làm chung với Quanh hả? Dạ đúng rồi. Hay quá. Vậy chiều nay con có đón nó về không? À, dạ cái đó thì Quanh cho con mới dám đón. Trời ơi, sao không cho? Nhưng mà chiều nay thì con đón nó đó, con khoan chở nó về nhà. Con chở nó đi vòng vòng chơi đi. Hay là con chở nó tới cái chỗ này nè. Cái chỗ này hay lắm, rất là lãng mạn, nhạc rất hay, thức ăn ngon. Con chở nó tới đó nha. Ủa, chỗ nào chú? Ở cái chỗ này. Chú quên địa chỉ rồi, để hồi chú nhắn cho con sau nha. À dạ. Bây giờ con chào chú, chú vô chú siêu nó. Dạ con cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Gì á? Con tin luôn ba. Dạ. Con theo ba từ lúc ba hoành tráng cho tới bây giờ, ba giống như ông bán hoành thánh vậy đó. Ba chưa bao giờ nhìn sai người, mà bữa nay con thấy sai rồi đó. Sai gì? Trời ơi, ba giao trứng cho ác, ba giao bé Quanh cho hạnh toàn, để con rủ nó về. Đi vô. Không thấy được. Vô gì? Không thử thì sao biết thành công hay không? Gọi luôn. Thầy Khải. Từ từ. Không, bữa nay tôi không kiếm chuyện gì với thầy đâu. Tôi chỉ muốn gọi điện thoại để cảm ơn thầy đã giúp đỡ tôi rất là nhiều lần. Với lại tôi muốn thời thầy ăn cơm mà. Không. Lần này tôi sẽ không nhắc gì đến chuyện của cô Hương hết. Tất cả là vì hạnh phúc của thầy. Lát gọi lại. Con gì? Con lần thứ hai trong ngày, con xin nhắc lại cho ba biết rằng là con nhấn mạnh, con gạch đích, con in nghiêm, con in đậm luôn là ba đừng có giao trứng cho ác nữa, ba đừng có giao bé Quanh cho anh Toàn nữa, nó không có tốt đâu. Mày nói tào lao mới lao cái gì đó hả? Anh Toàn không tốt thì còn ai vô đây tốt? Anh giàu sang, phú quý, bộ mày không muốn em gái của mày lấy một người giàu sang để được hưởng hạnh phúc trọn đời hả? Trời ơi, giữa giàu sang với hạnh phúc là hai cái cục phạm trù hoàn toàn khác nhau, ba hiểu không? Làm sao mà có thể giàu sang mà hạnh phúc được cùng một lúc? Trời ơi, con thấy là Khánh Toàn á, không có mà chân thành giống như thầy Khải. Thầy Khải mặc dù nghèo nhưng mà chân thành hơn. Còn Khánh Toàn hả, nhìn mặt biết đẻo giả rồi. Mày nói cái gì vậy? Anh Toàn anh giàu, vì vậy anh Toàn chắc chắn sẽ không bao giờ tham lam cái gia tài của tao. Hiểu chưa? Ủa, ba làm gì còn gia tài nữa, ba phá sản rồi mà. Ý của ba là anh Toàn anh giàu, anh sẽ không có khinh khi người nghèo, mày hiểu chưa? Trời ơi, cái mặt giả nhân giả nghĩa muốn chết luôn mà không khinh khi người nghèo. Con vẫn tin thầy Khải hơn. Nói chung là con không có đồng ý tác hợp cho cặp đôi là bé Quanh với Khánh Toàn. Con chỉ ủng hộ cho bé Quanh với thầy Khải thôi, ba hiểu không? Tóm lại là bây giờ mày với lại ba phải nghĩ cách để con mà ủng hộ cho con. Không, con ủng hộ thầy Khải. Thầy Khải phải về đội của con. Mày không ủng hộ phải không? Tao gọi điện thoại cho em mày. Alo, Quanh đó hả? Chiều nay con đừng có về nhà nha. Hai cha con mình sẽ đi kiếm một cái nhà hàng buffet nào ngon ngon á, rồi mình ăn. Còn anh coi hả? Nó kẹt cái chuyện gì rồi, kệ. Cho nó muốn ăn cái gì ăn, kệ nó nghe. Vậy nghe. Gửi cái này cho Toàn mới được. Ủa, con gái. Ba tới rồi nè. Ba. Sao? Sao có anh Toàn đi chung với ba nữa vậy? Anh với lại chú vô tình gặp nhau ở dưới quán, cho nên là sẵn lên đây luôn. Hay là mình ăn tối chung được không? Mình ăn chung nha con. Dạ không có được. Sao vậy? Tại vì con có hẹn rồi. Con hẹn với ai? Con hẹn làm việc với ekip của con. Thôi, ba với anh ở lại đi ăn đi nha. Con đi trước đây. Quán này ăn bao ngon luôn. Bảo đảm với thầy ưng ưng. Chào ba.
Ông đi đâu đây? Con dẫn thầy Khải đi đi ăn thôi, tại con biết quán này ngon á, mà con muốn tư vấn một chút xíu tình cảm của thầy Khải đó. Tại vì anh Quang hẹn với con tưởng là ba với anh Quang có làm gì đó cho con bất ngờ. Thôi, vậy thì cả nhà mình ăn chung đi, ha? Vậy mình ăn chung ha. Dạ được. Dạ không, chỉ có 4 người ăn thôi. Ủa, sao vậy? Con có gì con trễ rồi con phải đi trước. Con có đặt món hết trơn rồi. Cả nhà ăn ngon nha. Trời kỳ quá anh, thầy Khải. Lại ăn một miếng đi em. Giờ wow. Giờ làm sao? Còn thấy bốn mình mà ngồi ăn chung với nhau, nhìn nhau lúc sau trôi trời. Mày nói ai mà bốn thằng mình? Bốn người mình. Tiến Điền, em mời thầy ly cà phê. Hiếu thầy nói thầy không thích uống cà phê thì sao? Thì thôi chứ làm sao giờ. Nè, nước cam nè, thầy uống đi. Nếu thầy nói thầy không thích uống nước cam thì sao? Vậy thì thầy gọi món khác đi. Để đây em uống hết luôn cho. Giờ làm sao? Thầy muốn lấy cà phê hay là muốn lấy cái khác? Thầy, thầy có biết trong ly cà phê này có gì không? Nè, đừng có nói với thầy là em bỏ muối phá thầy đâu nha. Thầy có muối đó, thầy dám uống không? Có mặn không thầy? Ngon. Ôi thiệt không đó. Mà hình như ly cà phê này em mua từ lương tháng đầu tiên thực tập ở công ty Seven Media đúng không? Ủa sao thầy biết hay vậy? Thầy nhớ ngày em nhận việc mà. Cảm ơn em ly cà phê nha. Thực ra ly cà phê này á, cho dù em bỏ muối hay bỏ bất cứ thứ gì trong đây đó, thầy cũng thấy ngon hết. Nếu như thầy nói vậy thì em có bỏ bùa trong ly cà phê này, thầy có dám uống không? Nè, chạy đâu dữ vậy trời? Quách, anh nói đứng lại nha. Quách, đứng lại. Anh hai nói không nghe hả? Trả lời hai câu hỏi. Một, lấy cái áo của anh làm gì? Hai, chui phòng anh làm gì? Nói. Thì em lấy cái áo của anh để em giặt. Giặt đồ? Đúng rồi, em giặt đồ. Trời, từ xưa giờ cái cụm từ giặt đồ nó không nằm trong từ điển cuộc sống của em luôn á. Từ nhỏ cho lớn em chưa từng giặt đồ cho em á, chừng đừng nói cho anh. Trả đây. Thôi đưa lại đây cho em. Tại vì biết đâu sau này cuộc sống của em nó có khó khăn hay là thiếu thốn gì đó thì em tập giặt từ từ để cho quen. Khó khăn hả? Thiếu thốn hả? Đúng rồi. Nhưng mà liên quan tới vụ giặt đồ, giặt đồ anh tự giặt quen rồi, trả đi. Thôi đi. Đồ dơ mà, để em giặt cho. Trả đi. Thôi anh nói nhiều quá. Ê, em đi lên. Chứng gì giặt đồ? Trời ơi, giặt đồ rồi khó khăn. Giặt đồ khó khăn. Giặt đồ mà cái thái độ lục đồ là sao? Giặt đồ mà chui vô phòng tôi lấy làm giặt. Mình lầu bầu cái gì vậy? Mới sáng sớm. Có chuyện gì vậy hả? Nói bà nghe coi. Bà xuất hiện đúng lúc luôn á. Chuyện gì? Bà bình tĩnh nghe con nói nè. Chuyện gì? Bé Oanh. Oanh sao? Nó ấy rồi. Ấy là sao? Trời ơi, nói đi con không hiểu. Con nói lại cho bà hiểu nha. Bé Oanh nó dính rồi. Tự nhiên nó hết ấy rồi, nó dính.
Mày nói cái gì lên mày nói rõ ràng cho ba nghe coi. Con nói ngắn gọn quá không hiểu đúng không? Quanh nó bị làm sao? Con nói nhiều từ hơn cho ba hiểu nha. Bé Quanh nó lỡ. Ê ê, ba người đừng quýnh. Lỡ mắc nợ người ta. Lỡ mắc nợ người ta, thiếu tiền người ta. Nghe chưa? Trời đất ơi. Mày á, sống với em mày từ nhỏ tới giờ mày không biết tánh của nó hả? Nó có bao giờ mượn nợ ai đâu hả? Mà nó có thiếu thốn gì đâu mà phải đi mượn nợ. Gia cảnh của mình đâu đến nỗi mà để cho em mày phải đi mượn nợ người ta. Dạ sao thưa ba, cái đó là cuộc sống của bé Quanh trước khi mà ba bị phá sản. Còn cái phiên bản sau khi bị phá sản không còn tiền nữa. Thấy chưa, giờ mắc nợ rồi đó. Với một đứa thông minh làm sao mà qua mắt được con hả ba? Mà mày có cái bằng chứng gì mày biết mày nói em mày mắc nợ là bằng chứng gì? Trời ơi, nhân chứng, vật chứng, thậm chí triệu chứng của bé Quanh là con nắm được trong tay hết nè. Làm sao? Trời ơi, bé Quanh chui vô phòng con. Trời ơi, mấy chục năm nay có bao giờ chui vô phòng con bao giờ đâu. Chui vô phòng con, lục đồ phòng con, lấy cái áo ra, chỉ làm một cái cớ thôi. Thật sự là vô phòng để làm cái gì? Không lẽ vô đi ăn cắp xà bông? Không có à. Tiền, trời ơi, phòng con tiền không? Ghê à. Mày nhiều tiền ghê. Tiền mỗi lần đi chợ cái thối, cái còn để dành mấy tiền lẻ. Thì không chừng em mày nó thiếu cái gì đó rồi mượn đỡ của mày rồi mai mốt nó trả lại. Có cái gì đó mà mày căng thẳng gì? Sao thì mượn thì nói chứ ba, chứ lục đồ ăn cắp là sâu lắm.